Vâng, em Dương Hải Dương xin chào toàn thể các anh nha. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì em lại vừa về được một mẫu xe Toyota Land Cruiser với phiên bản máy xăng số sàn, động cơ 4.5. Và mẫu xe này là một cái mẫu xe hai cầu đấy. Hơn nữa biển rất VIP nha các anh nhìn này, 29M0888. Đấy, Toyota Land Cruiser xe đẹp rồi lại biển VIP đấy. Bác nào mà có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe này thì nhanh tay thì mua được này. Đấy, đời 2000 nhá. Form mới nhá, xe đẹp cực kỳ luôn. Đây. Con này thì về em mới rửa thôi, cũng chưa cần phải đánh bóng cơ. Mai con này có khả năng em sẽ cho đi đánh bóng, dọn dẹp qua một chút. Nhưng mà mẫu xe này hiện tại là nếu mà cứ để này sẵn đi được cũng không phải làm gì đâu. Cái mẫu xe khá là đẹp. Đấy. Dòng năng này thì nói chung là về mức tiêu hao nhiên liệu của nó tốn, bởi vì là máy xăng 4.5 rồi. Nếu mà những bác mà cũng như mua mà để chạy dịch vụ thì thôi chắc là không dám động đến dòng này rồi. Dòng này nó mua để cho dành cho những bác đi chơi và những cái hội năng giúp các thứ. Dòng này thì nó được trang bị hai cầu cứng như các bác nhé. Đấy, hai cầu với mẫu xe này. Chạy dòng này sướng mỹ mãn luôn, nó thật các bác. Về bỏ ra tầm cửa tiền hơn 200 triệu mà chơi những dòng năng này nó là quá đẳng cấp rồi. Nó thật là quá đẳng cấp rồi các bạn. Form dáng đẹp, form to hơn cả Fortuner nhiều. Fortuner không tuổi gì cả so với dòng năng. Đấy. Đây các bác, form dáng của xe đây. Đẹp không? Đấy. Chạy dòng năng nó là mỹ mãn đẳng cấp rồi. Không nói là trước em về một con năng ấy, em bán ngay rồi mà. Đấy, hôm nay thì lại mới tiếp tục về được một con năng này nữa. Đấy, các bác nhìn form dáng của xe đây, em quay cả phần đầu xe nhé. Tí em quay phần nội thất cho các bác xem, con nội thất của lăng nó vẫn là đẳng cấp. Đây, phần đầu xe đây, các bác nhìn đây. Đấy. Tí nữa bắt đầu mai em cho đi dọn dẹp qua một chút, nhưng mà về gần như là không phải dọn đâu. Dọn không đáng kể. Xe khá là đẹp rồi, không cần thiết phải dọn lắm. Rồi, đấy, form dáng đây, tổng thành đây các bác nhìn nhé. Đấy chưa? Xe khá là đẹp. Đấy, bây giờ em quay phần nội thất cho các bác xem này. Mẫu xe Toyota Land Cruiser. Dòng này nó là dòng xe VIP rồi. Đấy, thật ra nó dòng này nó là dòng xe VIP rồi các bác nhé. Để các bác chơi những dòng này các bác hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng. Đấy. Đây, mở cốp sau đây các bác này. Đấy, mở cua lốp phần lốp này. Đấy. Chi tiết để cho các bác xem. Đây là đồ đạc của chủ xe thì về mới là rửa qua. Đấy, về mới rửa qua chưa dọn dẹp kích này, kích của chủ xe nhé. Đây này, bác nào mua tặng luôn cái đấy theo xe nhé. Đây, phần đuôi của xe đây ạ. Đấy, tôi toàn năng Cruiser đây. Rất là VIP đúng không? Các bác nào chơi dòng này đi phượt thì nó quá là đẳng cấp rồi. Đây này. Dòng năng thì trước giờ nó vẫn là đẳng cấp, dòng ăn chắc mặc bền rồi. Các bác mua dòng xe này thì nè trèo đèo nội suối là quá là vô tư. Đấy, ghế da của nó vẫn là ghế da nguyên bản các bác nhé. Đấy, rộng rãi 7 chỗ ngồi, rộng rãi thoải mái luôn. Đấy, hai dàn điều hòa đây, hai dàn điều hòa các bác nhìn đây. Đấy, thoải mái luôn. Đấy, quá là rộng. Em quay về cái phần tắp ni rất riêng của xe, nó phải như này, năng nó phải như này mới là dòng xe đẳng cấp. Tắp ni riêng của nó rất là đẹp. Đấy, vô lăng đây các bác nhìn đây. Vô lăng cái này thì nó là da người ta khâu thêm, nên là em sẽ bác nào đấy em sẽ bóc cái này ra. Đấy, bóc cái này nó ở trong, nó vô lăng xịn nhé. Đây là chủ xe trước người ta bọc da ở ngoài. Đấy, mình bóc cái này ra nó là của vô lăng xịn ở trong. Đấy, cái này thì lâu ngày là cái da vô lăng này bỏ đi cũng được, bởi vì nó là da khâu ngoài mà, nó là da không chất lượng. Thì em bóc cái này ra phát là ở trong là vô lăng xịn, vô lăng thịt của nó luôn đấy. Đấy, dòng này nó được trang hai bình xăng nhé các bác nhé. Đủ hai bình xăng. Đấy. Hai bình xăng. Đây đủ hết. Máy dòng này nổ êm như du ngủ các bác nhé. Đấy, đối với cái dòng này này, hai cầu các bác này. Đấy, hai cầu của cái da của nó vẫn là da xịn này các bác nhìn đây ạ. Đấy. Hai cầu này, hai dàn điều hòa hộp lạnh nhất đầy đủ này. Đây là hộp lạnh nhé các bác nhé. Đấy, chỉnh lạnh hộp lạnh ví dụ các bác để nước để giữ ở trong đây này. Đấy, nó gọi là hộp lạnh của dòng năng. Các bác để nước ở đây này, ấn nút chỉnh này. Để chai nước hoặc để đồ đạc, ví dụ mình đi đường dài các thứ là cũng khá là ok. Đấy. Đây, trên đây một khay nữa. Khay này có thể là các bác để điện thoại hay gì đó chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ rất hợp lý luôn. Đấy, các bác nhìn được những phần ghế da của nó này. Ghế da của nó còn được như này là khá là mỹ mãn rồi. Đấy, một cái mẫu xe đời sâu 20.000 năm 25 một. Nhưng mà năng nó vẫn là đẳng cấp. Và thật các bác, năng nó vẫn là đẳng cấp luôn. Đấy.
chạy nó cực sướng, dòng này chạy nó là cực sướng rồi, không có gì phải bàn về cái chất của dòng xe này cả. Máy nổ thì êm như du ngủ các bác nhé, cái dòng này máy nổ êm như du ngủ, nói thẳng các bác là dòng này máy nổ rất êm. Em quay cho các bác về khoang máy của xe thôi, quay cho các bác về khoang máy của xe để các bác kiểm tra luôn cái chất này. Đấy. Máy nổ êm như du ngủ, riêng dòng năng nó là như vậy, máy 4.5 nhưng mà nổ êm lắm các bạn. Quang máy đây các bác nhìn này. Máy con này không phải rửa nhá, bởi vì máy thưa thông thường máy nó bẩn nó mới phải rửa các bác ạ. Nó mốc này nhưng mà nó không có dầu mỡ ra, các bác cứ đừng nên rửa gì cả, bởi vì rửa lâu ngày mình rửa mình phải được vệ sinh được cái phần nước nôi thì nó mới đảm bảo an toàn. Thế là nó quang máy mà nó khô như này, nó mốc như này là kệ nó thôi. Đấy. Đây máy các bác nhìn này, máy nổ đây. Đấy, máy nổ rất là êm, máy 4.5 thông thường nổ như này êm như vai ớt luôn, khẳng định êm như vai ớt Innova luôn các bác nhìn ạ. Đấy, máy đăng nó phải như này mới gọi là đẳng cấp. Đấy. Các bác thích mai em sẽ cho đi vệ sinh khoang máy, nhưng mà khoang máy theo em nghĩ là để nguyên, bởi vì khoang máy nó khô, nó chỉ mốc thôi, là mình để nguyên, đừng rửa làm gì cả, nó lướt nối vào các giác điện nó ảnh hưởng, nếu mà không xì khô không vệ sinh thì được, là tốt nhất là cứ để nguyên các bác nhé. Đấy. Máy đổ êm lắm, đây này, thấy chưa, các nhìn thấy máy đổ rất êm chưa. Đấy. Thành con năng này nó khá là đẳng cấp rồi. Đây, em quay tạm biệt tổng thành form dáng của xe lần nữa cho các bác này, với cái mẫu xe Toyota Land Cruiser. Đấy, form dáng rất đẹp đúng không ạ? Bác nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì liên hệ ngay với em Dương qua số điện thoại là 0829777777. Đấy, để sở hữu ngay cái mẫu xe Toyota Land Cruiser gầm cao, trang bị hai cầu số sàn này. Các bác nhìn ạ, form dáng của nội thất rất là đẹp. Tất cả những chi tiết của xe đây, liền lạc và hơn nữa là sạch sẽ. Đối với dòng năng nó phải như vậy các bác nhé. Đối với dòng năng là nó phải như vậy thì chất chát của xe nó mới đảm bảo. Đây, đây. Đây. Các bác nhìn đây. Ở đây cái phần này là phần ghế đằng sau. Đấy. Ghế đằng sau bên phụ đây còn đẹp như này. Đấy, có một quả cụm trầm ở dưới đây, trầm đấy các bác nhé. Đấy. Trần nỉ nguyên bản cho xe rất là đẹp. Đấy. Đây là về tổng thể chi tiết của xe đây các bác nhìn đây. Đấy. Xe khá là ok. Tôi sẽ đóng cái phần này và em quay lại tổng thành cho các bác một lần nữa. Đây những cái phần cốp sau mà ở đây các bác cầm bấm này nhé. Đấy, đấy phần cốp nhé. Đây là tổng thành về cái mẫu xe Toyota Land Cruiser sản xuất năm 2000 với phiên bản số sàn, máy xăng động cơ 4.5. Đấy, một cái mẫu xe hai cầu rất là đẹp các bác nhé. Bác nào quan tâm thì liên hệ sớm em để xem và chốt được mẫu xe Toyota Land Cruiser này. Đấy, vâng, xin chào và cảm ơn các bác nhé.